thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sử dụng vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em. Trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn về loại vaccine sẽ sử dụng chích ngừa cho trẻ em, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản xin ý kiến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Ngày 25 tháng 10, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ký công văn khẩn gửi đến Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Nội dung công văn nêu rõ ngày 22 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố ban hành kế hoạch về việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vaccine sử dụng để tiêm cho trẻ, chưa có hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn, Sở Y tế đề nghị Viện Pasteur cho phép sử dụng loại vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và hướng dẫn tập huấn chuyên môn. Theo kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện theo lứa tuổi giảm dần. Toàn thành phố sẽ tiêm mũi 1 trong 5 ngày, bắt đầu ngay sau khi có hướng dẫn từ Bộ Y tế và tiêm vét trong 2 ngày. Mũi 2 sẽ tiêm trong 7 ngày sau khi đối tượng tiêm mũi 1 đã đủ thời gian khoảng cách giữa hai mũi vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hiện nay tất cả các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chi tiết đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng. Toàn thành phố có khoảng 780.000 trẻ trong nhóm từ 12 đến 17 tuổi sẽ tiêm chủng ngừa. Kế hoạch tiêm chủng sẽ được tổ chức tại cộng đồng, trường học, bệnh viện có chuyên khoa nhi. Để chủ động chiến dịch tiêm chủng, ngày 25 tháng 10, tại thành phố Thủ Đức đã chốt 5 danh sách, bố trí 54 điểm tiêm cố định tại các trường học và bệnh viện. Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, theo tinh thần chỉ đạo, bệnh viện đã bố trí lực lượng sẵn sàng để thực hiện tiêm chủng cho trẻ em trong nhóm có bệnh lý nền và trẻ béo phì. Chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi nào có vaccine và hướng dẫn công tác tiêm chủng hoạt động chích ngừa sẽ được triển khai ngay. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, theo số liệu thống kê, toàn địa bàn có khoảng 40.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi thuộc nhóm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay chiến dịch tiêm chủng đang chờ Bộ Y tế phê duyệt, bao gồm vaccine loại gì và thời gian cụ thể như thế nào khi tiêm chủng. Bên cạnh đó, quy trình tiêm cho trẻ có khác so với người lớn hay không? Chúng tôi đang chờ hướng dẫn cụ thể và tập huấn để đảm bảo an toàn, tuyệt đối cho hoạt động tiêm chủng. Liên quan đến hoạt động tiêm chủng, sáng ngày 25 tháng 10, Bộ Y tế phát thông báo cho biết, tính đến hết ngày 24 tháng 10, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ 97 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, một số tỉnh, thành phố đã được phân bổ tiêm vaccine với số lượng để tiêm 2 mũi cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.